tức là trở về cái tánh Phật của mình, cái lặng trang sáng rỡ thanh tịnh đó, nó cảm ứng được với thầy thì thầy đến ngay đó, thì mình được bóng tù phủ che trùm khắp vạn vật, không còn thiếu sót nữa, không còn ai làm cho mình khổ nữa, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn đắc đạo. Thầy lợi gia trung, thầy trở về ông Phật của mình, ngộ ngay ông Phật của mình là mình thành Phật. Thật ra đó thì cái thân này nó biến đổi khi vậy khi khác, cái vọng tưởng khi có khi không, cái biết nó thường hằng, nó đâu có mất lúc nào đâu mà duy trì đó. Nó là automatic 100%, lúc nào nó cũng biết hết, ngủ cũng biết, thức cũng biết, ngày cũng biết, đêm cũng biết, không lúc nào nó không biết, mình không trốn khỏi cái biết được. Vì vậy mà cái biết là mình phải nhận ra nó, phải ngộ được nó là thành Phật, chứ không phải duy trì hay không phải tìm kiếm, không phải mò mẫm gì hết trơn. Mà hiện giờ nó đang biết sờ sờ trước mặt đó. Sờ sờ trước mặt chói chói vẹn toàn, bởi chân sai một niệm hiện tượng cả muôn ngàn đó. Hiện bây giờ nó đang biết, mình không nhận cái này, mình khởi lên vui buồn thứ khác là sai một niệm, mà sai một niệm rồi nó kéo mình đi luân hồi sanh tử không giờ nào hết được. Cho nên lúc nào cũng sống ngay cái hiện tiền, đang thấy, đang nghe, đang biết là xong, khỏi tu vậy chứ cũng thành Phật đó. Chỗ này tuyệt vời luôn. Phần nhiều thì người ta nói như vậy, nhưng mà thật ra cái thân này nó uể oải quá thì nó phải ngủ, cái đó là tự nhiên thôi. Còn cái biết nó vẫn biết, ngủ thì vẫn biết mình ngủ, thức vẫn biết mình thức, chiêm bao vẫn biết chiêm bao, mình nói được trong người trong chiêm bao, mình thấy được người trong chiêm bao, mình nghe được người trong chiêm bao nữa. Như vậy cái biết mình nó đâu có ngủ có thức gì đâu, lúc nào nó cũng thường hằng mà, nó đâu có rời giờ phút nào đâu. Con hỏi nha, câu số 2. Làm sao thân tâm mình định không chạy theo diễn cảnh nữa? Đức Lục Cổ Huệ Năng nói á, bổn tánh vốn tự tịnh tự định, tại vì mình thấy cảnh mà nghĩ cảnh rồi sanh ra tán lạc đó. Cái tánh mình vốn là nó tự tịnh tự định, nó vốn là không có chạy theo ai hết á, nhưng mà tại mình không nhận cái tánh Phật, không nhận cái lặng trang sáng rỡ đó, mà mình chạy theo cảnh rồi mình nghĩ cái cảnh đó rồi nó mới sanh ra tán lạc. Chứ nó vốn là thường hằng, không có lúc nào tán loạn, không có lúc nào bất nó bất động dư dư, không có lúc nào sao động hết. Thành ra mình nhận ra chỗ này gọi là kiến tánh, nhận ra chỗ này gọi là thành Phật, nhận ra chỗ này gọi là Như Lai, nhận ra chỗ này gọi là Bát Nhã Niết Bàn, cũng có một cái đó thôi chứ không có hai. Câu số 3. Cái gia đình này ở Quảng Nam, người ta xin quy y với ông Năm nha. Chồng tên là Dương Quang Thảo, vợ là Đặng Thị Hoàng Phượng, con là Dương Quang Gia Bảo, con là Dương Quang Bảo Quốc. Và hỏi thêm là bây giờ ta lụm được cái tượng Phật bên ngoài đem về nhà thờ cúng có được không? Cái gì đem vô thờ cúng? Tượng Phật hả? Ta lụm bên ngoài á. Ta giặt được bên ngoài về á. Theo mình nói cho đúng chân lý đó, thì cái Phật tượng Phật cốt đó thì mình nên hiến chùa nó hợp hơn. Cái tự gia mà thừa tượng cốt hình như nó không hợp. Với hơn nữa đó, cái thờ tượng cốt này nó đã sai lạc vào đời thần Tú. Thần Tú mới bày ra tượng cốt, bày ra tụng tán kệ cơ hình thức này hình thức kia. Chứ đạo Phật ngày xưa là vô vi, theo lục tổ chứ theo thần Tú. Đức thầy mình theo lục tổ, không có thờ tượng cốt, không có thờ hình tướng, mà thờ vô vi thôi. Cái tánh trần già trần đó là hồng quang của chư Phật mười phương, mình thờ cái đó mình giái được mười phương chư Phật. Còn mình thờ cái cốt thì có cái cốt một, ông Phật khác mình đâu có giái được. Nó thành ra đạo Phật là đạo vô vi, mà mình thờ hình tướng nó thành ra độc nhất thần giáo, chứ không phải là đạo Phật. Vậy đó, nó đã đi lạc thành độc nhất thần giáo rồi. Câu số 4 cho con hỏi nha ông Nam.
Thế nào là vô pháp tướng? Mình làm cách nào để cho vô pháp tướng? Cái chữ vô pháp tướng, chữ pháp tức là vật, là có hình tướng, thấy được, nghe được, chụp hình được. Còn vô pháp tướng là cái không có vật, không có thấy được, không nghe được, chụp hình được. Bây giờ, thí dụ như một vật tôi đưa lên, thì tất cả quý vị đều thấy cái đó là có tướng. Cái mình thấy được vật đó, mình biết được vật đó, thì nó không có tướng gì hết. Đó là tướng chân thật. Cái lặng trang sáng rỡ, hiện tiền, đang biết ngay đây, cái đó là vô pháp tướng, cái đó là thật tướng, cái đó là Phật. Nhận ra cái chỗ này thì tu thành Phật. 1000 người tu, 1000 người đắc, 1 vạn người tu, 1 vạn người đắc, chắc chắn là như vậy. Câu tiếp theo, nhiều cư sĩ tại gia cứ hiểu nhầm là tu là phải buông cái thân, mà buông cái thân thì làm sao lo làm ăn, lo vợ con được. Phần nhiều là người ta kẹt vào cái chỗ đó, phải không? Nó tu buông hết một cái rồi làm sao sống gia đình, làm sao nuôi vợ con. Cái câu này ngày xưa đó, cái ông Lòng Ánh Quang, đệ tử Phật là cư sĩ tại gia, Phật nói cái pháp thiền tông kiến tánh này nè. Thì ông Lòng Ánh Quang ông nói, bây giờ bạch Thế Tôn, con là cư sĩ tại gia, quý vị xuất gia thì dễ dàng rồi, còn như con còn phải làm ăn, phải mua bán này kia, rồi có thể tu được hay không? Đó, thành ra Đức Phật nói á, cái đạo kiến tánh giải thoát này không nói xuất gia hay tại gia, mà chỉ cần mình nhận ra Phật tánh, sống ngay Phật tánh là mình thành Phật. Đem cái thân trở lại, đem cái tâm trở lại cái thân. Bây giờ tôi đang thở ra thì tôi biết tôi thở ra, tôi đang hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi đang đi thì tôi biết tôi đang đi, tôi đang nói, tôi biết tôi đang nói, tôi đang cười, tôi biết tôi đang cười. Ngay cái chỗ đó là Phật. Khỏi phải tìm kiếm ở đâu hết, khỏi phải tu bằng cách nào hết, nhận ra chỗ này, tu ra chỗ này thì thành Phật. Nó đơn giản vậy, rất dễ thôi. Tại gia xuất gia gì cũng thành Phật hết. Nên tôi thường nói tu như cái xe lửa vậy đó. Cái xe lửa nó chạy có cái đường rầy mắc cái bánh đó, ai cản thì nó cán chết luôn, chứ không đi công đi quẹo. Mình tu giống như vậy. Rồi cái xe nữa là xe tăng, lung gò gì, kinh rạch gì, xe tăng nó cũng lội được hết trơn, không có cái gì trở ngại hết. Mình tu kiến tánh là nó như vậy, ngày nào cũng tiến đến thành Phật thôi, chứ không có gì trở ngại được cái đạo tâm. Tuyệt vời là như vậy. Câu kế tiếp, xin năm cho con hỏi nha. Trong sấm giảng có thầy có dạy, xưa nay 6 chữ lạnh tanh, ít ai chịu khó niệm sành thử coi, chì tâm thì quá ít ôi. Bây giờ chì niệm mà coi lẽ nào? Xưa nay 6 chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, chì tâm thì quá ít ôi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào? Đó, đọc như tôi vậy đó mới đúng y nguyên văn đó. Tại sao cả thế giới đều tu niệm Phật, phải không? Các tôn giáo cũng đều niệm Phật, mà sao Đức Thầy nói lãnh tánh? Cái chỗ này mình nên lưu ý đó. Niệm Phật mà không nhận tánh Phật của mình, thành ra vì vậy mà nó lãnh tánh. Đó, nghĩa là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Đó, nếu mà mình nhận ra được cái chỗ nhất tâm là cái biết, từ cái biết này mình niệm một cái, chuyển động cả tam thiên đại thiên thế giới, nó đâu có lạnh tanh. Còn không nhận được chỗ này, mình cứ niệm theo cái vọng tưởng, mình cứ kêu tên Phật không à, chứ không có niệm Phật. Do đó mà niệm hoài nó lạnh tanh. Cả thế giới này không ai thành Phật hết. Cho nên cái chỗ này phải thấy, tất cả tánh đồng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát lên, gian rền trong trời đất. Đó, chính tôi nè, có khi tôi nghe cái tiếng Phật nó gian rền trong trời đất luôn. Đó, nó đâu có lạnh tanh. Còn bây giờ mình niệm mà sao không nghe gì trơn, không thấy gì trên đó, lạnh tanh đó. Là do còn mê. Dạ. Câu kế tiếp cho con hỏi, điên dẹp gác âm thanh sắc tướng, tầm vô quy đến cảnh niết bàn. Vậy mình dẹp âm thanh sắc tướng bằng bằng cách nào? Dạ, đó, bây giờ á, thầy nói như vậy là vì người ta đã tu lạc vào đó rồi. Cái phái thần tú nghĩa là không nhận được cái tự tánh mà tu lạc vào âm thinh sắc tướng. Cái chữ âm là gì? Đờn đẩu trống phách. Mấy ông tụng rồi có đờn, có chuông, có trống rồi đó. Đó là âm.
Thinh là gì? Cái tiếng la ó om sòm. Tụng nhỏ nhỏ hồi cái la dậy lên cái. Tụng nhỏ nhỏ hồi cái la dậy lên cái đó. Thinh. Sắc. Là mình mặc bộ đồ giống như Phật ngồi tụng kinh nè. Tướng. Mình làm cái tướng cạo đầu rồi cũng giống như Phật. Đó. Vì vậy mà tu như vậy thì không bao giờ thành Phật. Bởi vì lạc vào tướng. Còn bây giờ tầm vô vi kiến cảnh niết bàn. Tầm vô vi là cái gì? Buông tất cả các hình tướng. Cái người đang biết các hình tướng, đang thấy các hình tướng, đang nghe các hình tướng, cái người đó là vô vi. Sống ngay cái lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng hằng nghe, hằng thấy, hằng biết, thì đó là niết bàn. Tu ngay đó thành Phật. 100 người thành hết, 100 người không người nào không thành hết. Kính thưa quý vị, đề tài tôi trình bày đến đây kết thúc. Dạ, câu kế tiếp nghe ông Nam. Dạ. Thế gian làm thiếu lấy thừa, thời kỳ xã tội này làm thiếu lấy thừa được không? Dạ. Thế gian làm thiếu lấy thừa. Yeah. Tại vì con người tham. Cái công mình làm 10 đồng mà mình muốn lấy 20-30 đồng. Đó. Thì bây giờ mình phải thiếu nợ lại. Tôi hỏi vậy chứ mình đi đào đất. Thấy không? Đi cưa cây. Làm mướn đi. Làm thợ hồ, thợ mộc. Ngày có 200 ngàn. Cực muốn chết. Thì phải làm thiếu lấy thừa không? Cái công mình đâu có nhiều dữ vậy, tại sao mình lấy tiền nhiều dữ vậy? Thì thiếu nợ lại đàn là thí chủ. Sao phải đầu thay làm cây cối bông hoa để trả nợ đàn là thí chủ. Tu cái kiểu đó đó là dai nợ phải trả nợ, không khỏi được. Ý nói là thập thiện 10 phần giờ làm 3-4 phần làm thiếu lấy thừa đó được không? Cho nên bây giờ nghĩa là thí dụ như 10 điều ác phải không? Mình muốn tránh thì mình phải thực hiện được thân khẩu ý thanh tịnh thì mới khỏi được 10 điều ác. Đó. Bây giờ 6 căn nhiễm 6 trần thì mình phải sống thẳng cái lặng trang sáng rỡ, không nhiễm 6 trần thì sẽ phát hiện lục thông, thì sẽ được sáng suốt thanh tịnh. Như vậy là làm bao nhiêu lấy bao nhiêu. Đó. Còn mình làm lâu thôi mà muốn hưởng cho nhiều ha, thì đó là làm thiếu lấy thừa. Mà Phật ban không, Phật chịu không? Câu kế tiếp nghe ông Năm. Điển quang của Phật là gì? Từ quang của Phật là gì? Quỳnh quang của Phật là gì? Khác nhau như thế nào? Mong ông Năm giải thích dùm cho quý Phật tử đồng đạo. Đức Thầy nói soi từ đài cát xá lều cho người trong tối. Nghĩa là người ở trong tối đi nữa được lần điển quang, phải không? Nghĩa là có cái điển quang nó chiếu tới hết, chỗ nào cũng chiếu hết. Là muốn nói rằng cái ánh sáng vàng đó là điển quang của Phật. Luôn luôn là có cái ánh sáng vàng rọi khắp mười phương thế giới. Còn quỳnh quang cũng vậy, chữ quỳnh là màu vàng. Thường thường Phật là cái hòa hào quang của Phật là màu vàng. Nhớ là cái màu xanh tím tím đó là màu của Ma Dương nghe. Cái màu đen thui đó là màu của Ma Dương. Còn màu của Phật lặng trang sáng rỡ thì mới là màu của Phật. Còn từ quang đó, từ quang tức là cái ánh sáng nó chiếu sáng rỡ luôn. Thành ra cái ngôi Tam Bảo của tôi đó, bữa đó có ánh từ quang chiếu xuống, tôi có chụp hình được đó. Cái đó là từ quang đó. Điện chút cho coi hình nha ông Năm. Chút nữa tôi mở cái điện thoại cho coi. Có từ quang chiếu xuống. Còn rõ ràng. Còn kế tiếp nha ông Năm. Dạ. Chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo phóng bóng đồng hủ che. Chừng nào là khi nào, ngày nào, giờ nào thầy về lại gia chung. Bây giờ nếu nói thực tế đó, bây giờ thầy đã về tổ định 2 lần rồi đó. Hiện bây giờ nè, đã về tổ định 2 lần, người ta đã có gặp rồi đó. Thì thực tế là thầy đã về rồi đó. Nhưng mà còn ẩn chưa có ra mặt thôi. Không có xa nữa. Đó là nói cái sự thôi nha. Còn nói cái lý đó nha, là khác nữa nha. Chỗ này là nói cái chỗ tuyệt vời luôn. Thầy lại gia trung. Chữ gia là nhà. Chữ trung là ngay trước giữa. Tức là trở về cái tánh Phật của mình. Cái lặng trang sáng rỡ thanh tịnh đó. Nó cảm ứng được với thầy thì thầy đến ngay đó thì mình được bóng tù phủ che trùm khắp vạn vật, không còn thiếu sót nữa, không còn ai làm cho mình khổ nữa, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn đắc đạo.
thầy lợi gia trung, thầy trở về ông Phật của mình, ngộ ngay ông Phật của mình là mình thành Phật. Tiếp theo nghe ông Năm. A Di Đà nhìn xem các cõi đang trong chờ mòn mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành để tìm kiếm những người hiền đức. Vị người hiền như thế nào mà để A Di Đà kiếm? A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trong chờ mong mỏi chúng sanh, mong mỏi mấy chúng chứ không phải mòn mỏi. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Nghĩa là lúc nào cũng vậy. Cái hào quang của A Di Đà chiếu khắp nơi. Nếu cái chỗ nào mà có cái người hiền đức, có cái người nhận ra được cái tâm Phật thì cái hào quang nó chiếu tới, thì nó cảm thông được, thì Đức A Di Đà rước cái người đó về cực lạc. Cái ý nó là như vậy. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đó, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Nhớ cái người hiền đức chứ không phải tìm kiếm người hung ác nha. Mình hung ác là không có rước. Rồi bây giờ A Di Đà hào quang, mình có hào quang không? Hiện giờ cái biết mình trùm khắp hết trơn nè. Đó, hào quang mình cũng khắp hết trơn đó, đang khỏi chúng sanh nè. Chứ đâu phải ông A Di Đà mới có mà tôi không có sao? Nhận ra chỗ này gọi là kiến tánh thành Phật. Tuyệt vời đó. Câu kế tiếp nghe ông Năm. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Làm thế nào cho được chí tâm? Cái chỗ này mới là tuyệt vời đó. Ở bên Tây Phương á, thì nó đua nở, tức là nó nở trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu. Nhưng mà nó chờ cái người niệm Phật chí tâm. Niệm Phật thì ai cũng niệm hết mà có ông nào chí tâm đâu. Chữ chí là cùng tột, chữ tâm là cái biết. Đó, mình niệm sao mà quên tất cả sự đời, tôi còn có một cái biết thôi là ngồi bên Tây Phương liền. Còn mình còn danh, còn lợi, còn tình, còn này kia lu bu thì không có chí tâm nha. Còn danh, còn lợi, còn tình là hồn linh đỏ đài. Đúng rồi, phải ở lại chứ gì Tây Phương cũng được.